Thì cái đoạn mình sẽ đi lên các bạn ơi, thẳng nông ở dưới hồ, ở dưới cát rồi. Bây giờ mình sẽ lên cái hồ ở trên và ngắm nước tiếp, sẽ ra một cái video tiếp theo nữa. Thì mình sẽ tiến qua trong bên trong cái hồ này các bạn, cái hồ lớn nè. Dạ dạ. Thì mình sẽ đi một vòng nha, rồi mình sẽ xuống cái hồ. À, tại trên đây có đồ máng nè. Đây nè. Nè đồ máng đây nè. Rồi mình sẽ đại khái cái hồ đây thì cũng nhỏ thôi các bạn. Thì họ làm tới hai cái hồ cậu, nhưng mà hồ bên kia không có xài ha. Mới xả nước ra. Dạ. Vậy là con nghe nói như là 3 ngày xả ra lần phải không cậu? Tùy ha, coi nước đục là xả không có 3 ngày. Vậy là cái hồ này họ coi khoảng 2 hoặc là 3 ngày đó các bạn, thì sẽ xả cái nước ra để bơm cái nước từ dưới hồ lên nữa đó. Ở dưới thì có hệ thống nước cống kìa. Có lỗ các bạn thấy không? Thì bên đây thì không có, hình như không có xài hay là bơm ra để thay phiên hả con? Không có, đáng lẽ là 2 hồ, nhưng mà tại vì bữa nay là cuối tuần rồi. À. Wow, rất là đã các bạn ơi. Ê, đã gì vậy? Thì mình sẽ đi. Ô, cảm giác đã các bạn ơi. Ây da. Ở đây thì nó nóng hơn ở dưới hồ nhiều. Ở dưới hồ thì chủ yếu nóng cái dưới cát dưới chân thôi. Còn ở trên cái hồ thì là dưới cái lòng đất bơm lên. Dạ. Rất là êm luôn các bạn. Để mình bơi một vòng nha. Suối nước nóng. Suối nước nóng định quán đâu? Tỉnh quán Đồng Nai các bạn. Ồ, cảm giác rất là đã các bạn ơi. Thì dạ YouTube anh. Thì mấy mọi người là tắm xong mọi người lên giống như là phơi một hồi cho nó cơ thể cái nhiệt độ nó bình thường lại các bạn. Rồi mới xuống ngâm nữa. Tại mình mới xuống đắm mình ham á. Mình ngâm nãy giờ. Quên, nãy quên kêu ông cậu bê kiểu gì bánh đó cậu? Cái gì ngâm lâu không được. Cậu? Lâu nó khó chịu. Kiểu gái à? Bữa đó ông bê kiểu gì đó? Cậu, có ấm không cậu? Hai ông bê kiểu gì? Bê kiểu câu cá. Ngày qua đưa cái gì, chị hai nó đưa cái gì ra, đưa cặp kiếm mà. Đưa bộ dao găm kiếm, câu cá. Ông hai câu cá, đưa cặp kiếm đúng không? Ừ. Mà câu cá. Ồ, đã quá. Nước này ấm. Dạ dừa nó vừa. Ngày mưa là tối nay bơm mới đó mà nó nóng. Nóng như cái chỗ món xé đó, còn này là dừa. Dạ dạ. Ở đậu ổng xả cái hồ này ra. Tối nay xả hồ này bị gia công quá nó dơ á. Không ai chịu ra đó, nó tự tọn không có ra. Dạ. Ở bên nó cạn chứ nó ngâm chân. Ở đây thì nó ngâm thoải mái hơn. Hello các bạn, mình đang xuống hồ các bạn. Hồ này sâu lắm nha. Lúc đầu luôn không? Lúc đầu luôn, lúc cổ luôn. Nãy giờ đang bơi á. Này bà cô hai đang bơi kiểu bơi gì? Bơi nhái, bơi cá vậy nè. Bên này bơi ngựa. Bơi ngựa. Khả lục bình. Cái này là lục bình nổi. Dạ. Nước này không nóng lắm. Ngoài kia mới nóng nhiều. Dạ, khi ngâm mình xuống đây nó im nó ngồi bớt rồi. Qua đây nằm nghỉ chút đi là làm nữa. À mình đã tắm xong mình lên nằm nghỉ rồi ha. Nằm nghỉ chút xíu. Dạ dạ nằm nghỉ xong rồi mình mới xuống tắm tím đó các bạn. Dạ. Sẽ đi lên xíu nữa mình sẽ lên này mình thoải mái chứ đi. Đợi xíu mình sẽ xuống. Cô Quỳnh nó ép tim mình á, mình mệt. Cô mình sao mình cho mình cát không đây. Dạ lúc mình nó mệt thôi con. Đúng rồi. Nó ép quá bị lưu huỳnh nó mạnh đó. Rồi cái sức khỏe mình chưa có xuống nó hòa với nhau đó, nó mệt. Còn mình ngâm được 1 tiếng họ ngâm được 3 lần, nhưng mà 1 lần là 15 phút. Rồi lên nghỉ khoảng 5 phút thôi xuống ngâm 15 phút nữa. Chứ đừng có thấy vậy mà ngâm hoài không. Ngâm lâu là lâu sẽ không tốt. Không có đúng hiệu quả, nó không có đúng cái lộ trình. Mình làm ngâm đúng lộ trình là con người mình nó khỏe lắm. Chung là đại khái không có tốt cho sức khỏe ha. Nhiều quá. Đúng rồi. Đừng có ép quá. Dạ. Mình cứ canh chừng 15 phút mình lên nằm 5 phút, rồi 5 phút xong có đoạn mình xuống mình ngâm 15 phút, rồi lên nằm 5 phút rồi xuống 15 phút. À, dạ. chứ ngâm lâu thì không được. Bởi vì nó có đúng cái liệu trình của nó là con người mình nó khỏe lắm. Dạ, liệu trình tắm. Liệu trình tắm là đúng là nó khỏe lắm. Dạ. Cũng như mình uống thuốc vậy đó. Dạ. Muốn có sức khỏe thì tìm về này rồi hồ nước nóng thiên nhiên đi. Gia đình cứ về tìm nước nóng thiên nhiên của trời đất ban tặng. Dạ. Cậu cũng tính thả trôi cho nó đừng có chìm, sao nó chìm không? Tài mày có phép thôi mà chưa có phép mày đó. Nó nổi mà chìm. Ngâm được hay là diêm son hết luôn. Con cũng đang bị diêm son nè. Ngâm đi. Ngâm lâu hết cái đầu. Ừ, ngâm hết cái đầu. À mình ngửa cái đầu ra mình ngâm. Vừa ở đằng sau ớt mà vừa ở trên cái mũ áp luôn, với hai cái lỗ tai này. Dạ dạ. Để con sẽ ngâm thử một hồi các bạn. Ngâm được khỏe người lắm. Tại mình cũng đang bị diêm sôi đó. Diêm son. Đó, cô cũng bị diêm sôi mà cô ngâm kêu hết nè. Thường mình đi... uống thuốc uống dạ. Cho nó cầm chừng chứ không hết. Thì thường mình đi núi đó các bạn, mình cũng bị diêm son rồi nó sổ mũi hoài rất là khó chịu luôn. Thì cô bé nó chia sẻ nãy giờ, ai giờ con gì cắn đau quá vậy? Kiến. Không, ong gì á người. Con nhộng. Con nhộng nó cắn như vậy đau quá vậy? Ừ, con nhộng nó cắn trâu bò đó. Thì mình có bị diêm son bạn, thường là mình đi núi nên mình bị diêm son hoài. Thì mình thử ngâm thử coi nó coi nó có hiệu quả hết bệnh không nha. Mới đi một lần thì nó giảm bớt chừng 30% thôi. Ừ, nhiều lần mới được con. Nhiều lần nó mới hết, giống như cô giờ là con hết hẳn luôn nè. Vậy là hồi xưa cô bị diêm son luôn. Đúng rồi, diêm son mười mấy năm á, uống biết bao nhiêu tiền không hết. Dạ đúng rồi, diêm son em thấy là đâu có hết đâu. Rồi cái đi ngâm cũng nghe lên trên mạng đó, cái cô hỏi thăm cái cô biết là đây địa phương của cô từ nhỏ lớn giờ cô ở ngoài này cô biết. Rồi cô mới ra đây cô tắm cô biết rồi cô đi đâu nhiều, 11 lần rồi đó mới hết luôn. Dạ. Yeah. Rồi xin cái nước nó về uống nữa, uống cái đường tiêu hóa mình nó khỏe. Nước nóng là mình uống hơi tốt. Nước nóng nãy đó. Nước nóng nãy á. Dạ dạ. Uống khỏe lắm. Dạ. Yeah. Thì mình sẽ xuống ngâm các bạn ơi. Video mình tạm dừng tại đây đi. Thì xíu có cái gì vui đó thì mình sẽ quay thêm cho quý cô cha cô bác quý anh chị xem. Xin chào. Dạ.